Luộc chẳng cái chỉ, cứ chỉ mới được nón đó sống khăn mà nẹ, không chùm nón mới được nón sống khăn là thầy tì rồi bó chân. Luộc, bạn đã tu nơi tì giang sống khăn, không cần nạp bạn chứ đi dùng rồi bó chân. Khoai bì mô ra nạp bì rồi bó luộc xuất nhật xến, chỉ bị xe nú, cứ cảm chí dìa mình chọc sống kìm dì vớ, không bởi tì chân. Nếu chứ nằm bó phòng trong bộ đời hạt sập, bố cứ khoai bê chăn chân kìm chỉ mùi nâng phụ không mình đi rồi bó luộc mát dì túng. Luộc có bán biết luôn được có tài vạn. Hỡi bạn khá là chiếc bà thiên này tập đầy nó kìm nụ. Luộc chẳng khai chía, miễn đa công nạt nấu phía khăn cà và tê chân. Hỡi luộc, bạn khá rất ngay tì giam sập khai tổ lá trên năm 1787. Nấu khăn ngôn cửa xa chất nẹ trong đuôi mùi. Rồi chẳng này, bạn hạ chiếc mình mên chì phò đùm bạc, xâm rạp luộc chẳng khai chiếc nữ tỷ. Tạm bình mình một, luộc bạn trô sắc xa nấu khăn ngôn xa lá ai kì chồn. Đòi mình không biết mình mình chân chưa chân là đầy tiệt lại đại trâu sáng xa từ lưu từ sân ra bỏ không chứ dẫn chốt lọt nó giúp làm buồn chân nắm ở phục nâng chỉ ta ra bỏ lột bàn sẽ lập được chân này lột ta ra nâu chân mùi nâng mặt đài rồi hốt một hai lột mình ca cổ rộp nhận khăn chân phúc mặt đài không nông công lòng phê nữ rồi tê chân bố bên tờ đòi phương sân cơ điểm để mình ca cắp xong lập khăn đi sân cực tiên gần lại được chân này chàng ca chí có bàn chấp Aram dân cơ lăng từ lưu phần này dù chí nâng nâng dô bài. Nếu vậy chú đọc rằng bài chân ám, lô có bàn xâm ra chết chỗ sắc xa nâng sở lá dù chí. Trong một tiết, có bàn tờ bình tỏ cả sắc xa phần này dù chí ní nếu không thì công tốc cho bà tích chú bọn. Nếu bà tích chú bọn, lô có bàn chỗ rung sở cam áp hiếp nâng dô bài trong bà tích chân dân sở cam phòng đài. Chỉ biết thế, chỗ rung chim mùi nâng cho lần nào rồi bọn nẹ bà đi vọt là bà đò là bây là bài rồi bà chấn kỳ lược xuất nhà xền. Được lúc trên năm phong rồi mùa rồi mà phải bấy lô của bạn từ xuất xa phần này dù thì nơi bà tiêu dí thầy còn một chẳng khai chía của bạn từ rộp một căn bà tiêu chân vinh nâng bạn chiến trường khăn tay chế đấu từ khổ nông cách ca nơi dô bái chỉ mùi nâng cân nạp bạc chiếc nơi dôm rồi bò lược xuất nhà xền đảm bây bà chàng tên lần rộp bò với dù vùng. Nếu không sẽ cảm ơn việc dụ bài rộp bò chàng cái chía lúc mình thịt sẵn sàng dàng cơ lăng chỉ mùi nâng lục xuống dạ xem. Khoai phía đại lục xuống dạ xem bàn sẽ lạp được trong chân năm 1.1.1.5 chàng cái chía bàn tay tu đầm này càng tay thồm nơi khổ nông bạc bồ cứ tay tu mân tu cực rộng cho lần nào bà đi vọt nơi phía kháng thủ bồ nếp bà tế. Hai đời chân năm 1.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 
នស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែបញ្ហាលានពៀនពីសំណាក់បរទេសចាប់ពីឆ្នាំ1931មកចាងខេជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមកលើទឹកដីចិននៅឆ្នាំ1937ជប៉ុនបានចូលឈ្លានពានទឹកដីចិនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1941ខាងអាមេរិកក៏ចេញមុខប្រឆាំងជាមួយនឹងជប៉ុនដូច្នេះលោកចាងខេជាក៏បានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ1946ចិនទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតពលគឺគណបក្សជាតិនិយមដែលដឹកនាំដោយចាងកៃជាដែលមានចំនួនជាមួយនឹងបក្សកុម្មុយនីសចិនហើយក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅទីបំផុតជ័យជំនះបានត្រូវទៅលើពួកកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅស៊ីតុងនេះចំនួននោះការបរាជ័យនេះក៏ត្រូវបានគេបន្ទោសផងដែរទៅលើការដឹកនាំរបស់ចាងខេជាហើយសូម្បីតែអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏លួនមាត់បដិកម្មផងដែរនោះគឺថាកងទ័ពរបស់ចាងខេជាជាកងទ័ពដែលខ្វះវិន័យហើយមេទ័ពគ្មានសមត្ថភាពដោយសារតែការតែងតាំងទៅតាមបព្វពួកកងទ័ពខ្លះត្រូវបាក់កម្លាំងដោយសារតែខ្វះខាតស្បៀងព្រោះមេទ័ពបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចយកស្បៀងទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតបាត់មានចំនួនទ័ពច្រើនជាងក្រុមកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយម៉ៅស៊ីតុងប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់ចាងខេជាបានទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយកងទ័ពខ្លះសុខចិត្តទម្លាក់អាវុធទៅចោះចូលជាមួយក្រុមកុម្មុយនីសដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាប្រិយភាពក៏ត្រូវទម្លាក់ចោលកងទ័ពក៏បាត់បង់កម្លាំងទីបំផុតក្របជានិយមគូមីនតាំងរបស់ចាងខេជាត្រូវបរាជ័យក្រុមថ្មីដៃពួកកុម្មុយនីសដែលមានវិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្រោយពេលដែលប្រយុទ្ធចាញ់ពួកកុម្មុយនីសរបស់ម៉ៅសេដុងហើយស
Chẳng kể chí, bạn rùm chỉ mới nâng xe mà chắc bạn chỉ chán tiết cậu bạn rụt phía luôn từ càng có tài bản. Nếu bê tất đo tình nữ, chẳng kể chí, và trở bàn kỳ bó chân nọt ở khá chi về tình này tập đấy rồi bỏ tài bản được chân nằm một bọn rầm buôn đời hát sập. Nếu có nông nên chi về tình này tập đấy, lúc tài đại tiên tiên nâng sật cốp cổng, nâng lưu chân đầy cốp đỏ đàn. Chỉ khá có thông quả, bà tổ bởi dì trở bàn rụt phía luôn, một tăng rô thà bì bà thầm mây nâng lưu có tài bản đấy. Tại cả được nôm rồi bỏ gần nạp bạc chiếc này dùm ní bàn nôm ở xe tới cách Tài Văn mình cả đi chân đàn dẫn chấp ra hà. Ôn cứ liên chiến chân đầy cột đại cực rõ đòi phụ của mình đi. Cả nó, Tài Văn mình chứ mốc nông niêm chỉ chân tầng mùl. Đời nơi tới ai ra xa bàn cả ấy nông niêm chỉ dùm mà chất rồi bỏ ông khá xa bà chỉ chiếc tạo đài. Vân tài, nếu chứ nằm bóng ra mùa rồi chất giúp mùi, ông khá giả hấp ra chỉ chiếc. Bạn đọc hốt cậu ấy rồi bỏ tay vắn để đầm nàng ở chân từng mùa nú. Rồi cô ấy đã ở chân đầy cục để được nôm đòi cơ nạp bạc của mình đi huynh. Bạn hà ní, thù ở chán cái chía, miên cá không dòng ba dân khả lặng. Còn tại, khi miên đầm nọt xa ra ở với nửa tế, có một tiết, tay vắn, nâng ám mà địch còn miên bánh hà chứ mối khỉa. Hồi cư bằng tốt bí bà thiên này tập đầy rồi bỏ ám mà địch lục Richard Nixon. Để chân nàm mà bông bà mùa rồi chất tập bí, bạn tớ mong phênh tớ xa nạ kênh nơi Tài Văn cứ dịp nạch mùi này cả cực quân rồi bỏ chân đầy cụ. Tại tôi trong ngôn lục Nixon, mình phía phật tiên phật tư chỉ mùi khỉa đấy. Bởi kết nông phê ba chế bọn này, Amrik nâng Tài Văn nơi tại mình phía sinh sản lần khỉa. Hai Amrik, có chi bằng ai đọt hôm rồi bỏ Tài Văn. Nếu biết đại phía kỳ tầng phí là ốc lên lần khỉa, khăn phế, chân có tổ lập chân bắt tích cam đã Amrik chỉ nhất rồi. Trong phút 3 năm giây, chỉ vượt ở PPP và bỏ lục trang gây chía từ lúc bàn thịt ca chìm đồn phí lực lên tìm mũi, lúc bàn thịt ca chìm đồn nề rí mà nẹ chìm đồn ma phù mấy, đại chí nẹ phương chìm đồn khía. Hồi ở PPP này, vừa làng tam và dựa cạp xong cùng rồi bọc rưu xa. Chỉ vượt ở rốt nấu chìm mũi nâng trực quân tìm mũi, lúc mình còn chìm đồn phí nhẹ cứ sẵn mà nẹ nâng pro mà nẹ. Còn tay còn một ma phù mấy, cậu bán xe lạp bắt bóng chỉ vật chấm nát ép rộng con tí phí mình chứ mô thả mây linh sùng đã từ tù bán cả ốc đúng dẫn chứa chứa đen nấu xa rộn bởi nhẹ thằng phí bán xe qua khí nơi chứa nằm một con rộng bồn rồi mập hấy hỏi bán thiết ca chứa mùi khí nơi chứa nằm một con rộng bồn rồi mập hấy bằng phí nấu khốn tí cổng xinh hay rộng con tí phí ní bán đá tù nít tí dàn dòng khăn phòng đai nấu lưu chạc nơi dô bái chứa mùi nằm lục trang cây chỉ tại cõi bê đầy lục trang cây chỉ bán xe lạp nấu khốn chứa nằm một con rộng bồn rồi chất tập rám lúc này mai linh xuống có ban trở lại từ rốt nước ra rồi làm việc vĩnh hai có ban slap được chín năm pi còn bảy